Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay bên mình lại làm cái clip để hướng dẫn như là cách lắp đặt, cách may cái dòng ke, cái này gọi là ke là hãm chun, điều chỉnh độ nhăn cầm chun tùy ý để áp dụng may cặp quần, may tất cả những các cái chi tiết gì mà có chun to chun nhỏ mình tự điều chỉnh được, đặc biệt là áp dụng vào cho cái dòng may gọi là may chăn ga gối đệm, may ga gối. Thế thì sau đây mình xin đi vào phần thực hiện. Trước tiên thì các bạn đã chuẩn bị cho mình hai con ốc này. Các bạn mua cữ về mình thì ốc mình toàn gửi theo, được gửi theo ốc. Và mình sẽ bắt vào những điểm mà mình đã căn sẵn đây. Các bạn nên bắt cữ thì bắt theo cái điểm chỗ cạnh máy nhé, không nên bắt vào mặt bàn. Qua mặt bàn nó sẽ thẩm mỹ không được đẹp và nó hỏng mặt bàn, nhìn nó xấu. Các bạn bắt tạm thời hơi nhẹ nó cũng không cần chắc chắn lắm đâu. Thì cái thằng này là mình sẽ xin giới thiệu là thằng này là hai cái tăng giảm của con lò xo này là độ siết chặt chun và độ nhả chun, còn thằng này là điều chỉnh chun to nhỏ đấy. Còn chun to thì mình bạch nó ra, còn chun nhỏ thì mình lại khép nó vào. Thì sau đây mình đi vào mình ấn chun vào. Ví dụ chỗ này nó hơi nhỏ thì mình lại điều chỉnh vào ốc nhẹ nhả ra rồi tôi nhét vào. Khi mình kéo vừa tầm là vừa để đủ thông số. Thì sau đây mình sẽ đi vào phần may nhé. Đây mình đi vào phần may. Này các bạn, khi sau đã lắp vào xong này, mình đưa vào chun vào may. Đấy, chun đã bắt đầu nhăn. Mình may ở đây nhé, mình kiểm tra là chun này nhăn hơi ít. Chun nhăn hơi ít thì mình lại bắt đầu mình điều chỉnh vào. Mình điều chỉnh hai ốc này, bạn thêm mà để điều chỉnh cho đủ thông số. Khi mình chỉnh vào thì nó đã nhăn nhiều này. Đấy. Mình muốn chỉnh nữa mình lại vặn vào. Mình không muốn nhăn nữa mình lại vặn nhả ra. Chào quý vị này. Thì sau khi là mình đã may xong rồi thì sản phẩm sẽ lên được như này. Đoạn này là do mình vặn siết chặt chun thì nó nhăn nhiều. Còn bên này là chun nhẹ thì mình đang nhăn ít. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn nhé.